Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Đọc và hôm nay lại làm một cái video mà chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau tiếng Anh bằng Kinh Thánh. Thì chúng ta sẽ vừa học được Kinh Thánh vừa học được tiếng Anh luôn. Trong những cái video trước là video đầu tiên thì mình có làm hơi dài. Dài như vậy thì nó làm cho chúng ta hơi bị mệt và mất tập trung và sao nhãng. Thì Lộc sẽ làm một cái video tiếp theo này nó sẽ ngắn hơn. Nếu như các bạn nào muốn xem dài thì Lộc sẽ làm một cái video nối, một video nối dài sau. Thế còn Lộc sẽ vẫn cứ tách lẻ ra nhá, thì để cho chúng ta xem chúng ta có thời gian ngừng nghỉ đó. Thì chúng ta không mệt đấy. Lần trước là chúng ta đã học đến cái ngày thứ ba rồi, ngày sáng tạo ngày thứ ba rồi, hôm nay sẽ học đến ngày thứ tư nhá, là từ câu 14 này, từ câu 14. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được sự sắp xếp của Chúa. Thì câu 14 là tiếng Việt chúng ta là: Đức Chúa Trời phán phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm, làm dấu hiệu xác định mùa ngày và năm. Buổi trước chúng ta học là Chúa mang ánh sáng đến trái đất, chứ Chúa không tạo ra ánh sáng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học là Chúa sẽ tạo ra vầng sáng, tạo ra mặt trời. Hôm nay chính ngài sẽ tạo ra ánh sáng. Rồi thì chúng ta sẽ thấy này: And God said, let be lights. Đây, ta sẽ có từ mới này. Bây giờ Lộc sẽ không dùng phần mềm dịch nào cả mà Lộc sẽ dùng Google dịch luôn. Thì chúng ta sẽ thấy là Google dịch sẽ bây giờ đã rất thông minh rồi, thông minh như là một cái từ điển online vậy, và nó rất là dễ tiện dụng. Thì nó sẽ dùng Google dịch luôn. Đây. Nhưng tuy nhiên thì cái Google dịch nên nó có một nhược điểm là nó không cho các bạn nhìn thấy cái đây này. Cái phát âm này nó đôi khi có một cái số từ nó mà là nó theo cái kiểu nó khác, nó không giống kiểu như ở trong từ điển, nhưng mà không sao nhé. Rồi các bạn sẽ quen với cách làm của cái này. Expanse. Chúng ta sẽ có từ expand. Expand là ta sẽ mở rộng nhá. Mở rộng này, khuếch trương này, mở mang. Thì trong câu này là Chúa nói là phải có let là there be, là Chúa cho phép có light, ánh sáng in the expand, tức là mở rộng of the heaven. Ở đây câu này chính là phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch là khoảng không, thì tức là sẽ có khoảng không nhá, thì tức là sẽ có các vầng sáng trên khoảng không các bạn nhé. Rồi, vầng sáng in the expand này. Chúng ta có thể nhá, với Google dịch ấy, chúng ta có thể như thế này luôn. Chúng ta có thể lấy hai từ vào đây, sự mở rộng luôn. Các bạn nhìn chưa? Đấy, và chúng ta có thể với Google dịch chúng ta có thể lấy như thế này luôn. Các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Sự mở rộng của các tầng trời. Đấy, các bạn thấy này. Đấy, thì đây sẽ có thể dịch luôn như thế này nữa này. Đấy, Google dịch sẽ rất là tiện dụng cho chúng ta như thế này. Nên mình sẽ cùng này: ánh sáng trên bầu trời rộng lớn. Đấy, có dịch hay ạ. Là light là ánh sáng này. In the expanse sẽ dịch cái khoảng không này, cái khoảng không rộng lớn này, cái mở mang này là bầu trời rộng lớn, of the heaven. Đấy, bầu trời được mở rộng ra. Heaven ở đây nó sẽ cái nghĩa là bầu trời các bạn nhé. Đấy, bầu trời. Và cái expanse là rộng lớn. Các bạn thấy Google dịch có thông minh không? Quá thông minh, Expanse. quá thông minh các bạn nhé. Các bạn không cần thiết phải 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 dùng từ điển nào. Mình thấy cái Google dịch này là thông minh nhất rồi các bạn nhé. À, Expanse. expense đó, quá thông không quá quá là tốt rồi nha. And God said, let be light in the expanse of the heaven. Rồi, đây từ này có một số người biết nhưng mà có một số người không biết. Rồi, từ này là từ Separate. separate. Đây, các bạn nhìn thấy này, nó sẽ nghĩa của nó này, nó sẽ bị mất đi đấy cái nhược điểm của Google dịch này, là nó bị mất đi cái phần phiên âm ở đây. Nếu như các bạn có phiên âm ở đây, các bạn không cần bấm cái loa này. Separate. Separate, đúng không? Ta biết là đây là ee separate. Nhưng mà nó mất luôn cả thì nó không, Separate. các bạn không nhìn thấy được cái trọng âm của cái từ này nhá. Separate là sự chia ra, tách ra. Ta học vào những bài trước rồi. Chúa tách ra nhá. Rồi, bài trước ta học một cái rất hay. Đó là Chúa tách ánh sáng với bóng tối. Chúng ta thấy là sự lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối nó sẽ là như thế nào, chúng ta không thể hiểu được. Chúa tách được nó ra. Thì đây là Chúa tách này. Separate the day from the light, tức là tách biệt ban ngày và đêm. Đây này, đây thì cái câu này dịch là làm dấu để xác định các mùa ngày và năm. Đấy, thế này, to separate nhá, ta có thể copy luôn câu này. Copy luôn câu này nhá. Đấy, và copy vào đây. Và ta sẽ copy vào đây. Thì cái này nè,
tách ngày khỏi đêm. Đấy, chúng ta sẽ khi mà chúng ta làm như thế này, chúng ta sẽ có một cái văn phong dịch rất là hay, khi chúng ta hiểu được các ý nghĩa của từ khi mà ta đi làm dịch giả. Rồi tiếp theo là and let them be for sight and for season nhá. Thì ta sẽ có này sight and for season. Thì thực ra sight chúng ta học ở trong cái tiếng Anh cơ bản nó sẽ thấy là sight này là cái biển báo đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ dịch là dấu hiệu. Sight, nếu mà có biển báo, biển chỉ đường đúng không? Thì nó sẽ dùng cái từ này. Từ sight. Rồi cho ta nghe nhá. Signs. Đấy, sight. Rồi, and for season, season là mùa rồi. Cái con học lại không ạ? Mùa season nhá. Season là mùa, nó rất là dễ rồi. Đây, and for days and years tức là ngày. Ngày ở đây là ngày số nhiều là những ngày, và and years và các năm nhá. Tức là phân biệt ngày và đêm. Ngày và đêm này dấu hiệu cho mùa và cho ngày và cho năm. Thì ở đây dịch là đây. Đức Chúa Trời phán phải có cái gì? Vì sáng trên vòng trời để phân biệt ngày với đêm, làm dấu hiệu xác định mùa, ngày và năm. Đấy. Và để làm các vì sáng trên vòng trời soi sáng quả đất thì có như vậy. Đây nó sẽ liền. And let them be nice. Yeah, let them be nice. And let them be in the expanse of the heavens to give light. Có to give light upon the earth. Upon the earth. Đây sẽ có từ upon này. Ở đây không dùng in on earth đúng không ạ, mà dùng từ upon. Thì cái giới từ upon này nó đôi khi nó cũng được dùng rất nhiều trong trong thờ phượng. À, upon. Upon. Upon này thì thực ra nhá, nó cũng ngang nghĩa với over và on. Thế nhưng mà dùng từ upon này nó có một cái đặc điểm, nó là từ trên giáng xuống các bạn nhá, từ trên mà giáng xuống. Đấy thì nó thường thường sẽ dùng upon. Up là up là bên trên mà. Đấy, on là gì? On là trên bề mặt đúng không? On là trên bề mặt, còn up là bên trên. Up là bên trên này và on là trên bề mặt, thì tức là cái gì ở bên trên mà nó giáng xuống bề mặt thì gọi là, thì chúng ta sẽ dùng từ upon, upon ghép vào nhá. Chúng ta sẽ không dùng on và không dùng over thì vậy như vậy nhá, các bạn nhớ như vậy. Nha, let's be light in the expanse of the heaven to give light upon the earth. Rồi, and it was so. Từ này cũng từ đọc lại đúng không? And it was so, và đã có như vậy. And it was so. And God made to raise night. Từ gây là lớn, là vĩ đại đúng không? Night là vầng sáng, từ hai vầng sáng vĩ đại. To raise night, hai vầng sáng vĩ đại. And the great night to rule the days. The rule, the rule là chúng ta thường dịch nó là cái rule, là cái thước kẻ đúng không? Rule. Đấy. Đấy, thước đo, thước kẻ. Đấy, nhưng mà trong trường hợp này sẽ là cái quy tắc này, nó có nghĩa khác này, quy tắc này, nhưng mà trong trường hợp này sẽ dịch là cái nghĩa cai trị. Đấy, hay là chỉ huy. Đấy, thường là sẽ lấy nghĩa cai trị và là dịch ở đây là cai trị nhá, cai quản. Đấy. Which to rule the day and the lesser light. Less là ít hơn, bé hơn, nhỏ hơn đúng không? Less là ít hơn, và less là vầng sáng bé hơn. To rule the night, các cai quản ban đêm đúng không? And the star, và các ngôi sao nữa đúng không? Thì đây Đức Trời đặt các vòng trời soi sáng cả đất, cai quản ban ngày và đêm, và phân dậy ánh sáng khỏi bóng tối. And God set them in the expanse of the heaven, tức là trên cái khoảng không rất lớn của bầu trời. In the expanse. Expanse. Thực ra cái này nó rất là đúng so với cái từ lần trước chúng ta học là từ từ vòm, một cái vào, một cái vô, đúng không? Thì chúng ta học từ expand, expand thay từ vô. Thì cái expand là đúng hơn bởi vì cái khoảng không của bầu trời chúng ta nó là vô hạn. Đó, dùng từ expand là rất là đúng luôn. Up the heaven to give night on the earth and rule over the days, cai quản ban ngày, and over the night, cai quản ban đêm, đúng không? And rule over, và cai quản vào ban ngày, hay là trên ban ngày, hay là trong ban ngày, toàn bộ ban ngày đúng không? And separate the light from the darkness, và phân biệt ngày với đêm. Separate, phân biệt Chúa, separate, phân biệt tiếp ngày với đêm. Ở đây là không phải là Chúa tách ra nữa mà Chúa phân biệt, nhưng mà thực ra cái nghĩa nó vẫn là mang tính chất tách ra. Tách ra, nhưng mà nó không giống như là cái lúc ban đầu mà Chúa nói là phải có sự sáng thì có sự sáng, và Chúa phân dậy ánh sáng bóng tối, thì cái từ separate đấy là phân dậy, nó lại đặc biệt hơn là cái separate bây giờ, đúng không? Separate bây giờ là một cái gì đó nghĩa lại khác. Separate bây giờ là ngày và đêm, tức là khác nhau đấy. And God saw that it was good. Rồi, and there was evening and there was morning
the 40. Ok nhé, ngày thứ tư này như vậy. Chúng ta sẽ có này: cai quản ban ngày và ban đêm, phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối và đứng của trời Tây, đó là tốt đẹp vậy có buổi chiều buổi tối. Đó, ngày thứ tư. Đấy, gần như là chúng ta sẽ không có gì từ mới trong cái ngày thứ tư mà Chúa sáng tạo này. Thì ở đây nó sẽ có separate là từ phân rẽ, đúng không? Và từ phân rẽ này và là phân tách. À, và chúng ta sẽ có từ expand thay từ từ vowels lần trước, đúng không? Expand. À, nói về sự vô lượng, à, không giới hạn nhé. Tức là mà nói về một cái rất là rộng lớn. Đây, à, chúng ta đọc cái dịch lại các bạn. Đấy, mở rộng này, đấy, rộng lớn kinh khủng luôn, đấy, khoảng khoảng không hay khoảng rộng, hay là dùng cái từ expand này, bởi vì nó không, bởi vì khoảng không đó nó không có giới hạn mà, nên là dùng từ này rất là chuẩn nghĩa luôn. Gần như là không có gì nữa, từ roof, rồi ta có từ upon nhé, các bạn học từ upon là được, đây, upon, đấy, gần như là dễ rồi. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần và chúng ta sẽ tạm dừng video nhé, thì để nó không bị dài đấy. And God says, let there be nice in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth, and it was so. And God made the two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and the stars. And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the fourth day. Ta có thể lắng nghe từ đầu đến chương này nhá. Nhưng mà ở đây thì nó đang bị biên à, không nghe được. Không nghe được, thế mới buồn. Nó không, nó bị biên, nó không cho mình nghe. Thế mới cay. Thôi rồi, chấp nhận đó các bạn. Rồi nhá, mình sẽ làm video tiếp theo ở lúc đây. Các bạn có thể đọc nhanh hơn, đúng không? And God said, let there be light in the expanse of the heaven to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be light in the expanse of the heaven to give light upon the earth, and it was so. And God made two great nights, the greater night to rule the day, and the lesser light to rule the night. And God set them in the expanse of the heaven to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the night from the darkness. And God saw that it was good. And they were evening, and they were morning, the fourth day. Nha, ok nha. À, các bạn đọc như vậy thôi. Thôi mình nhìn đấy nhá, không thì sẽ dài quá và sẽ hẹn gặp lại trong ngày tiếp theo. Nha. Mình cứ làm chậm chậm vậy thôi, tiếng Anh đừng học sốc. Nhưng mình sẽ nối một cái video rất là dài. Mình sẽ nối nó vào, khi làm xong một chương này, mình sẽ nối vào một cái video dài. Thì các bạn, à, khi mình nối vào đấy các bạn có thể xem dài, nếu các bạn cảm thấy mình rảnh. Đấy, mình rảnh rỗi các bạn có thể học được một phát hết luôn. Đấy, còn không các bạn cảm giác mà các bạn cảm thấy lặng thì các bạn ví dụ trong giờ giải lao hay trong giờ ngồi uống nước một mình hay ngồi quán cà phê một mình, các bạn nối ra các bạn xem một cái video rồi cảm thấy nặng nề thôi. Bởi vì những người có tuổi và những người lao động và những người đang đi làm ấy thì chỉ học được đoạn ngắn này thôi, nên là mình sẽ làm những video ngắn để nó thích hợp với mọi người hơn nhá. Thì hẹn gặp lại các bạn nhé, mình sẽ dừng ở đây, tối mình sẽ làm tiếp một đoạn ngắn tiếp theo. Goodbye, cảm ơn các bạn.